Rồi chế phong này giúp thầy nhân bằng. Rồi trong lúc mà các bạn viết thì thầy sẽ phát âm với các bạn nè. How heavy are you? Các bạn có đọc thoải mái how heavy are you? Được chưa? Hoặc là what's your weight? What's your weight? Được chưa? Thường thì thầy sẽ dùng how heavy are you? Được chưa? Là hỏi về cân nặng các bạn ha. Bạn nặng bao nhiêu? Rồi từ thứ hai, từ này khá là khó đọc các bạn ha. Approximately. Approximately. Similarly. Không đọc là may các bạn ha, mệt. Approximately, từ này nhấn vô âm tiếng thứ. Thứ hai. Approximately. Được các bạn, sắp xỉ. Các bạn, approximately. Tiếp tục, câu số 3. On a diet. On a, thầy sẽ đọc nối các bạn ha. On a diet. Được chưa, mang nghĩa là gì? Ăn kiêng, được chưa, đó. On a diet, không là diet các bạn ha. On a diet, nhấn vô âm tiếng nhất chữ diet thầy. Tiếp tục, câu số 4. Thầy có scale. Scale nó mang nghĩa là cái con. Scale là cái con các bạn ha. Scale. Được chưa? Cái con. Rồi thầy có step on the scale. Step on thầy đọc nối các bạn ha. Step on the scale. Ok. Step on the scale. Tiếp tục câu số 5. Actually. Không đọc actu các bạn ha. Actually. Actually. Được chưa? Các bạn đọc thầy này. Actually. Actually. True nha. Actually. Thực tế, thật ra. Được chưa? Tiếp tục câu số 6. Give or take. Give or take. Cái này không có cho hoặc là nhận các bạn ha. Cái này mang nghĩa là trên dưới. Nó sẽ đồng nghĩa với gì? Give or take đồng nghĩa với gì? Approximately. Các bạn nhớ give or take nó sẽ đứng cuối cùng. Ok ha. Đó. Ví dụ như là thầy gặp bạn của thầy đi, lâu rồi chưa gặp. Thầy sẽ nói oh, it's been 2 years, give or take. Được chưa? It's been 2 years, give or take là gì các bạn? Đã trên dưới 2 năm rồi, chưa gặp. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục. Fly ticket thì cái này đơn giản rồi các bạn ha. Fly ticket. Được chưa? Tiếp tục câu số 8. Add up to a total of. Tổng cộng là add up to a total of. Nếu thầy cầm add up to, bạn add up to, add up to. Được chưa? Add up to a total of. Được chưa? Ví dụ thầy có là gì? My class number one has 13 students. And my second one has 17 students. That adds up to a total of 30 students. Nghe kịp không? Là lớp số 1 của thầy là có 13 bạn, lớp số 2 là 17 bạn. That adds up to. Thường thầy sẽ nghe đó chính là that, dụng của là that đó, nó, để chứ không it, nó, để các bạn. It adds up to lúc này, chủ ngữ sẽ cho nên động từ thầy tên add. Cho thầy đọc là adds up. Được các bạn, it adds up to a total of. Được chưa? Đó, lúc vô cái phần nghe các bạn sẽ, đôi khi là các bạn sẽ không nghe phần add up to. Các bạn để ý thầy cái từ total, rồi số con số. Được chưa bạn? Đó, tiếp nữa các bạn sẽ nghe thầy đọc. Rồi, và từ cuối cùng đó chính là pound. Pound đó chính là bảng Anh. Bảng Anh thì nó sẽ được ký hiệu là gì các bạn? Các biết không? Chữ L đó. Đây, bảng Anh là đồng tiền của Anh á. Bảng Anh. Bảng Anh. Bảng Anh em có chữ rồi nè, bảng Anh. Đồng tiền của Anh đó, được chưa? Con nặng ở bên Mỹ nha, bao là bên Mỹ, được chưa? Mà đề thi chủ yếu là bên Anh không mà cho nên là nó không có bao phần con nặng đâu. Con nặng người ta sẽ chơi kilogram. Được chưa bạn? Tiếp nữa thầy sẽ nói sau. Xong chưa các bạn? Rồi, nó sẽ có một số phần này các bạn phải để ý. Thao thì khỏi nói rồi ha. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn bạn đọc số tiền. Rồi, rất là đơn giản. Đề thi nó rất là hay ra cái vụ mà 50 và 15 các bạn. Thầy để ý á, nó rất là thích ra 50 và 15. Được chưa? Và các bạn nhớ số tiền dù có đô hay là bảng Anh thì là nó cái đơn vị tiền tệ, cái ký hiệu thì nó sẽ là đứng trước hay đứng sau các bạn? Đứng trước nha. Được chưa? Đó, đứng trước đề thi cho như này các bạn. Được chưa? Đề thi thường nó sẽ như này. Chấm 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 điền vô. Ok, đối với trường hợp này đọc nó đơn giản là gì? 50 pounds. Cái này tại sao thì pounds thêm s?
Ờ 50 rồi, 50 độ, 50 bản ăn rồi, cho nên là pounds có giờ phía cuối. Chữ pound đó phát âm là sờ hay giờ các bạn? Phát âm là sờ hay giờ? Sờ hay giờ? Giờ, bởi vì kết thúc là đơ, đơ trường hợp con lái. Được chưa? Đó, 50 pounds âm giờ phía cuối. Ok ha. Rồi. Tương tự mấy trường hợp kia, ví dụ 10 pound là 10 pounds, 13 pounds rồi. Được chưa? Nhưng chắc chắn đề thi nó thường sẽ có cái phần này, ví dụ đối với cái trường hợp mà như thế này thì như thế nào đây? Thì phải như thế này. Ok các bạn ha. Đó thì đây là 25 pence. Người Anh người ta sẽ dùng là pence, còn Mỹ sẽ dùng là cent. Được chưa? Thì đối với cái trường hợp này nó sẽ có hai cách đọc. Cách đọc đầu tiên đó chính là 50 pounds and 25. Đơn giản như vậy, các bạn đọc 50 bao rồi sau đó là M25. Được chưa? Các bạn ghi chú vào đây ha. Đó chính là gì? 50 pounds and 25. Được chưa? Hoặc là cách đọc thứ hai, đó sẽ là 50-25. Được chưa? Cách đọc này thì kiểu như là người bạn xứ lúc người ta giao tiếp, người ta sẽ dùng cách này nhanh gọn nhất. Còn vô trong phòng tin, người ta sẽ đọc rõ các bạn. 50 pounds and 25. Đơn giản chưa? Đó. Rồi, ok các bạn ha. Học ví dụ khác đi. Ví dụ sẽ có này. Rồi, em mời bạn đọc thầy nha. Rồi, đọc cái thầy luôn đi em. Đâu? 140 pounds. 25. Được chưa? 25, your phone, bài nghe là 25. Được chưa? So there are two ways pronouncing this number, 140 pounds and 25. Or 140, 25. Được chưa các bạn? Đó, ok, vô phòng thi thầy nhắc lại, người ta sẽ đọc như này rõ ràng các bạn. Ok ha, đó thì biết bỏ ra thầy. Ok ha, rồi. Đó đối với trường hợp số tiền các bạn ha. Số tiền thì ví dụ thầy có là ví dụ cái bàn này nó có giá là như đây đi. Được chưa? Thầy sẽ nói lại các bạn cái bàn này. Nói sao? This table có giá trong tiếng Anh là gì? Động từ gì các bạn? Cost. Được chưa? Mà mấy các bạn, một cái bàn cái động từ nó sẽ thêm add. Cái này những buổi sau thầy sẽ dạy, nhưng mà bây giờ tí nữa các bạn sẽ nghe this table cost. Cái này đó từ được chưa các bạn? Đó, tí nữa bạn sẽ nghe kiểu cost như thầy. Rồi, đó đối với cái trường hợp mà tiền các bạn ha, nó còn thầy chuẩn bị các bạn hai trường hợp nữa, đó chính là a kilograms. Bên Úc, thầy xin lỗi, bên châu Âu người ta sẽ cái đơn vị mà đo lường của người ta thì người ta sẽ về cân nặng người ta sẽ dùng kilogram, gram rồi thôi. Được chưa? Về chiều cao người ta sẽ dùng cm, nó giống như Việt Nam mình, nhưng mà bên Mỹ nó dùng khác. Được chưa bạn? Nhưng mà đề thi bên Mỹ thì đề thi thì nó không ra những cái đơn vị đo lường bên Mỹ cho nên khoảng học. Ok ha. Đầu tiên đó chính là các bạn phải biết đọc của thầy. Kilograms, không phải kilogram các bạn ha. Phải đọc là gì? Kilogram đi xuống. Được chưa các bạn? Kilogram hoặc là viết tắt là gì? Kilo. Được các bạn? Người ta sẽ thường sẽ chấm 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 là viết số kilo vô, thường kilo nó sẽ chục thôi. Được chưa? Đó, 30 kilos. Các bạn phải tên S ha. Được chưa? Người ta có S sẵn các bạn kêu không biết số thôi. Tưởng tượng như các bạn đó, ok, hoặc là gram, được chứ, đó, được chứ, kilo là ký rồi, một ký bằng nhiêu gram, một ký, một kilo bằng nhiêu gram, 1.000 chứ sao 1 chấm, được chứ mới đó, đó, rồi tiếp theo đó chính là centimeter, centimeter là cm các bạn ha, đó, tổng thể này centimeter, rồi còn mét à, meter thôi. Được chưa bạn? 1 mét là bằng bao nhiêu cm? 100. Được chưa bạn? Đó, chắc chắn là lúc mà mình đọc cm thì nó sẽ có giờ phía cuối các bạn ha. Đó. Rồi vậy đối với cái trường hợp mà rõ về chiều cao đi. Ví dụ như ở một số khác, ví dụ thầy cao mét mét thôi, 6, 7 đi. Được chưa? Thì nó sẽ có hai cách.
Cái đầu tiên là các bạn đọc rõ 167 cm. Tiếng Việt mình có ai là bạn cao như 167 cm không? Không. Nhưng mà trong tiếng Anh người ta có thể dùng 167 centimeters. Để các bạn học cách hai là gì? Chia ra 1 meter and 67 centimeters. Đối với trường hợp 1 meter thì có thể mét nữa không? Không, một cái 1 mét chứ mấy. Các bạn tưởng tượng trên nó sẽ có hai cách như vậy. Được chưa? Cho nên thầy sẽ có nhiều những cái bài tập nghe như vậy để cho các bạn dùng nhuyễn. Ok các bạn ha, có hai cách bạn nào còn ghi thì ghi vào. Đó, như đó thôi. Rồi chuẩn bị cho thầy sẽ đọc cho các bạn. Rồi, phần này là hơi khó nha. Cái này thầy sẽ cố gắng đọc chậm cho các bạn. Nhưng mà sau này vô phần nghe nó sẽ bắt đầu nhanh. Rồi, trước khi mà gọi là nghe, thầy sẽ dặn dò một chút xíu. Đó chính là gì? Đề thi có phải lúc nào nó cũng cho các bạn dễ là người ta đọc một số không? Ví dụ người ta ví dụ chấm 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 ngay đây kilo đi. Có bao giờ mà người ta đọc một lần cho các bạn không? Không. Nó sẽ có những cái distractor đó, những cái bẫy. Được chưa bạn? Nó sẽ có những cái bẫy. Được chưa? Đó. Cho nên là thầy cảm thấy là đa số á là các bạn đừng để ý quá nhiều vào con số lúc đầu. Được các bạn? Đó thì cố gắng để ý con số lúc sau thôi. Được chưa? Dấu hiệu thường nó sẽ xuất hiện đó chính là chữ but. Ok các bạn ha. Đó, ví dụ như là gì? Ví dụ tí nữa thầy có một bài ở trong này, đó chính là hồi trước mày con hiện tại mày con nặng bao nhiêu? Thì thầy kể hồi xưa thì người ta nói vòng vòng ở miền đất, hồi xưa thì tôi con nặng tôi có số con nặng là x, nhưng mà bây giờ tôi giảm con thì tôi có số con nặng là b. Các bạn hiểu không? Là các bạn nghe thầy con số b. Tưởng tượng được chưa? Chứ đừng viết vội con số số đầu tiên mà sau đó các bạn không quan tâm cái khúc sau người ta nói gì. Được chứ các bạn? Là cứ để ý từng chi tiết như này. Tưởng tượng được chưa? Đó, ok. Rồi, bắt đầu. Vô. Ready chưa? Ok ha. Trường hợp đầu tiên, thầy sẽ cho các bạn một số cái tình huống. Tình huống đầu tiên đó chính là tại một cái phòng khám, một cái clinic, một cái phòng khám. Và cái người bác sĩ này, người y tá này là đang hỏi về số con nặng chiều cao của người bệnh nhân. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Rồi, vô. Hiện tại các bạn chỉ còn đề thi đó chính là gì? Kilos. Tìm thầy số kilo của cái người bệnh nhân đó. Ok, giả bộ đây là tờ viết mạnh ha. Rồi, tìm số kilo của người bệnh nhân đó. Thầy giải thành hai người nha. May I ask you something? How heavy are you? Oh, last year I weighed approximately 55 kilograms. But ever since I've been on a diet, I feel like I lost a few kilos. So now it's 51, I guess. All right, let's check again. Please step on the scale. Oh, okay. It's actually 49. That's a good diet. Rồi, các bạn chốt số chưa? Mà nó vòng vòng nãy giờ các bạn nghe mấy con số? 3 nha. Nhưng mà các bạn hiểu cái số đầu tiên nói về gì không? Cái số thứ hai là như thế nào? Mới đây hả? Đoán. Và cái thứ ba đó chính là người ta chốt. Được các bạn. Đó, ok ha. Thì đọc lại các bạn cho các bạn rõ nha. May I ask you something? How heavy are you? Oh, last year I weighed approximately 55 kilograms. But ever since I've been on a diet, I feel like I lost a few kilos. So now it's 51, I guess. All right, let's check again. Please step on the scale. Okay, it's actually 49. It's a good diet. Vậy chốt đơn thầy bao nhiêu ký đây? Người bệnh nhân bao nhiêu ký? 49 là 49 ký. Đó là người ta có rất nhiều bẫy chứ các bạn đó. Ok, rồi bây giờ thầy sẽ phân tích cái câu nãy giờ thầy nghe. Các bạn có nghe hết được không? Từ đầu tới cuối không? Nhưng phần này mới dễ thôi nha. Đây. May I ask you something? Mà nghĩa là gì? Cho tôi hỏi một câu nha. Ok. How heavy are you now? Con nặng nhiêu ký? Hoặc là what is your weight? Để chơi tương tự ha. Oh, last year thầy chỉ dạy các bạn những cái cấu trúc về hiện tại đơn hay quá khứ đơn. Thì nhưng mà thầy nghĩ những cái này các bạn biết hết chứ đúng không? Là chơi last year
I weighed approximately 55 kg. Nhắc lại thầy, approximately là sắp xỉ, được chưa? Năm ngoái thì tôi sắp xỉ 55 kg. Nhưng mà các bạn hãy chỉ nhầm, được chưa? Nhưng mà kể từ khi, được chưa? Ever since thầy dạy sao các bạn? But ever since I've been on a diet, kể từ khi tôi ăn cân. Tôi giảm cân. Ăn cân là gì trời? Giảm cân hoặc là ăn kiêng, được chưa? I feel like là gì? Tôi có cảm giác rằng I lost a few kilos, là tôi đã giảm được vài ký, được chưa? Ban đầu 5 năm giảm một vài ký. So now it's 51, I guess. Được chưa? I guess thường các bạn sẽ nghe đến cuối. Được chưa? Tôi đoán là như vậy, hiện tại đoán chứ chắc mà. Ok các bạn. Rồi, bắt đầu người bác sĩ người ta check lại nha. Cái này đúng là bài chữ A các bạn thấy nhầm đó. All right, let's check again. Oh, please step on the scale. Là gì? Vui lòng lên con, được chưa? Okay, it's actually là thực tế. Oh, nó thực tế là 49 kg. That's a good diet. Nó nghĩa là gì? Giảm cân tốt đó, chế độ ăn kiêng tốt đó. Các bạn tưởng tượng được chưa? Hey, okay. Tiếp tục. Number 2, cái tình huống đó chính là gì? Hỏi hai người bạn, hỏi chiều cao với nhau thôi, được chưa? Wow, you are so tall. How tall are you? Well, am I? I'm 195 centimeters. But you know, I have a relative who's much taller than me. He's 213 centimeters tall, give or take. Nghe được chưa? Okay, khó ha. Các bạn nhớ là hai người đang nói kiểu như là hỏi chiều cao của người đối diện thôi. Được chưa? Lại nha. Wow, you are so tall. How tall are you? Am I? You know, I'm 195 centimeters. But you know, I have a relative who's much taller than me. He's 213 centimeters tall, give or take. Rồi, chốt đơn thầy. Cái người đó nhiều, chiều cao nhiều? 195 hay là 223? À, chắc chắn thầy, số nào? Số trước hay số sau? Nhưng nó tại sao số sau giải thích thầy? Tôi muốn cao hơn. Ai giải thích được thầy? Số sau là người khác đó là ai? Họ hàng, relative. Được chứ các bạn, bởi vì cái bài này, đây, phải phân tích cho các bạn. Cho nên là mặc dù nó có nhiều con số, có thể là con số nó ngay con số đầu luôn, còn số sau là người ta nói khùng nó điên. Có thể có trường hợp đó, được chứ, chứ không phải lúc nào là giống như cái hôm nãy. Được chưa? Đó, cho nên là thầy bao trọng gói các bạn là hai trường hợp luôn đó. Rồi các bạn coi nè. Wow, you are so tall. How tall are you? Cái này nãy thầy quên nói với bạn ha. How tall are you đó, nó khác với how heavy are you chỗ nào? Kia là hỏi con nặng lại hỏi về chiều cao. How tall are you? Được chứ các bạn. Rồi, Am I là gì? Tôi hả? Ủa thiệt á hả? Được chứ? Ủa tôi cao thiệt hả? Oh, người ta hỏi bao nhiêu nhờ chiều cao nhiêu thì ông này trả lời I'm 195 centimeters. 1m95 là cao. Được chứ? Nhưng mà ông lại kể thêm But you know, I have a relative. Tôi có một cái người anh họ. Được chưa? Who's much taller than me? Cái người đó như nào đấy? Cao hơn tôi nhiều. Được chưa? Thằng đó nhiều cm mấy đó? 213, 213 tall, give or take. Được chưa bạn? Give or take là gì? Nhắc lại thôi. Ở trên dưới 213 cm. Được chưa bạn? Đó, cái này, cái who này đang sử dụng relative clause. Để đều quan hệ thì nghĩa là ai cũng biết các bạn ha. Sau này thầy sẽ ôn lại các bạn. Ok ha, tưởng tượng được chưa? Đó. Nhưng mà IELTS, listening IELTS nó cứ nghe có được một lần thôi. Được chưa bạn? Cho nên là phải tập luyện nhiều cái phần này. Phần này là phần ăn điểm. Được chưa bạn? Rồi, tiếp theo nha. Cái phần cuối cùng nè. Các bạn có thể ghi chú vào thầy là hồi nãy là how heavy are you, giờ thêm là how tall are you. Ok. Và lúc mà mình nói về chiều cao á thì các bạn có thể là nói là gì? I am 1m67 tall. Được chưa? Đó, có thể thành tiếng tall cuối. Ok, giống như trường hợp này.
He's 9 centimeters tall, give or take. Ok các bạn ha. Và một cái mẹo trong cái phần speaking cho các bạn, đó chính là gì? Ví dụ các bạn muốn kể về một câu chuyện nào trong quá khứ đi, ví dụ thầy nói là gì, 4 năm trước đi, giả sử vậy, thì thầy nói đơn giản là gì? 4 năm trước, 4 years ago, đúng không? Đó, các bạn chắc chắn là nó 4 năm trước rồi, nhưng mà các bạn thêm vào thầy cầm give or take nghe nó sẽ sang hơn, nó sẽ nâng cái ban điểm của bạn hơn. Kể các bạn thoải mái, người ta đâu có biết đâu, hiểu không? Kiểu như đang một cách để bạn show off từ vựng của mình, thêm vào đó chính chóng, hiểu không? Thay vì thầy nói oh 4 years ago, thầy nói oh 4 years ago give or take ai ra ra gì đó, hiểu không? Các bạn thêm vào thoải mái, tưởng tượng được không? Nó sẽ show off được cái lượng từ vựng của bạn, và cái give or take đó là cái khúc để người ta chấm mình bằng điểm cao đó, tưởng tượng được không? Đó, đó chính là một cái mẹo được cho các bạn. Ok, thêm vào đâu chết chóc gì, ổn ha. Rồi, một trường hợp tiếp theo đó chính là tại một cái travel agent, một cái tại một cái chỗ để bán máy bay, để bán vé máy bay các bạn ha. Đây là một nhân viên bán vé máy bay và một người mua vé máy bay, số tiền các bạn ha. Rồi các bạn đi với thầy, tổng số tiền là nhiêu? Ok, chấm 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 house. Bao nhiêu house các bạn ha? Rồi vô đoạn này, nó ngắn lắm. So how much do I need to pay now? Oh right, so each flight ticket costs £50 and 25. You have 3 people, so that adds up to a total of £150 and 75. Chết chưa? Đó, đề thi là như vậy đó các bạn. Rồi thôi, mình mới tập luyện, cứ nghe thêm 1-2 lần nữa. Rồi, again. How much do I need to pay now? All right, so each flight ticket costs £50 and 25. You have 3 people, so that adds up to a total of £150 and 75. Đi chút chưa? Chốt đâu chưa? Thôi một lần nữa cho bạn cho chắc ha. So each flight ticket costs £50 and 25. You have 3 people, so that adds up to a total of £150 and 75. Thôi 3 lần, yes. Rồi chốt đơn này bao nhiêu bao đây? 150. Ờ chấm 75 house. Được chưa các bạn? Đó, ok, 150 pound và 75 pence. Ok các bạn ha. Rồi, nhưng mà giờ sẽ phân tích cho các bạn. Đó chính là bài này nó đang nói về gì? Cái câu đầu tiên mà cái người mua vé người ta nói hỏi gì các bạn? Cái người mua người ta hỏi câu gì các bạn nhớ không? How much, xin lỗi này, thầy quên thêm này vào. How much do I need to pay now? Bạn nghĩ là gì? How much do I need to pay now? Tôi còn phải trả bao nhiêu? How much là hỏi về tiền các bạn ha. How much do I need to pay now? Rồi người ta, người nhân viên bán vé người ta nói gì đây? So each flight ticket, each là mỗi vé máy bay nó có giá là nhiêu đây? Được chưa? Nhỏ đó nó có 3 vé. Được chưa? Có 3 người. Nãy thầy đọc là people. You are 3 people. So that adds up to, nãy thầy nói các bạn, add up to a total of gì? Cho nên 3 người, mỗi vé 50,25. Được chưa? Cho nên tổng cộng là 150,75 pence. Tưởng tượng được chưa bạn? Đó, ok. Rồi, nhưng mà các bạn là một phát ăn ngay không? Thì có cố gắng phát huy, thì chắc chắn là thầy sẽ có nhiều bài như vậy cho các bạn tập luyện cái phần này. Phần này rất là khó, các bạn không dễ đâu, nó còn thời gian. Đó là câu ăn điểm, nhưng mà chắc chắn là phải tập luyện nhiều. Rồi, bây giờ xong cái phần nghe ngày hôm nay, tí nữa nó còn thời gian thì mình nghe thêm nữa. Rồi, bây giờ sẽ học bài mới. Hồi bữa là thầy mới dùng các bạn, đó chính là phát âm sờ giờ, đúng không? Nhắc lại thầy nè, khi nào một từ nó được phát âm là sờ phía cuối, một từ số nhiều, danh từ số nhiều, nó khi nào được phát âm sờ phía cuối, khi mà tận cùng của nó là một trong năm âm trong câu thần chú thời phong kiến phương Tây, được chưa? Còn nếu mà không nằm trong thời phong kiến phương Tây thì là trường hợp còn lại, tạm thời ngày hồi bữa mới biết thôi ha. Rồi, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ học một cái phần mới nữa, đó chính là phần này.
Ngày hôm nay học cũng dễ thôi mấy đứa. Rồi, bây giờ mình sẽ học sang một cái phần phát âm tiếp theo. Bạn nào đã học thầy rồi thì khỏi, nếu mà biết thì khỏi biết cũng được. Sao? Rồi, đó chính là trường hợp cuối cùng. Trường hợp này nó khá là khó những bạn. Đó chính là gì? Nếu mà một từ trong tiếng Anh mà nó kết thúc bằng âm gió, được chưa? Đó, âm gió là gì? Tiếp theo thầy nói các bạn ha. Nếu mà một từ nó kết thúc bằng âm gió trong tiếng Anh thì số nhiều thì chúng ta thêm đuôi es hoặc là s khi nó kết thúc bằng một trong những âm gió, được chưa bạn? Âm gió là những âm gì? Bây giờ thầy sẽ thích các bạn những âm gió, được chưa? Hồi bữa là âm đó chính là những cái trường hợp nào khi phát âm là sờ là kết thúc bằng những trường hợp đó chính là từ phong kiến phương Tây, được các bạn? Rồi bây giờ sẽ các bạn học thêm một cái phần mới, đó chính là âm gió. Đầu tiên cờ với e, các bạn để ý nè, cờ với e trong tiếng Anh kết thúc một từ nó sẽ được phát âm là, ví dụ thầy có face, cuộc đua hoặc chủng tộc là gì? Race, cơm gạo, rice, được chưa? Cái nước sốt, sauce, được chưa bạn? Đó, một từ trong tiếng Anh kết thúc bằng g e thì đa số sẽ được phát âm là là một âm gió trong tiếng Anh, được chưa bạn? Đó, trong trường hợp này face nó đã có e sẵn rồi thì nhiệm vụ của bạn chỉ còn thêm s, được chưa? Nhớ vẫn được âm, vẫn được phát âm là âm gió, được các bạn? Nhưng mà lúc đọc sẽ đọc như thế nào? Một khuôn mặt sẽ đọc là a face, nhưng nhiều khuôn mặt thêm s vào thầy sẽ đọc là face, sẽ nói là một khuôn mặt là a face, hai khuôn mặt two face. Các mấy đứa sợ tới ngày mai luôn hả? Phải như nào? Faces, được chưa? Và cái nguyên tắc để đọc là cái gì? Đó chính là âm gió các bạn kết hợp giúp thầy, đó chính là âm is, is phải đọc ra âm giờ rõ thầy nha, is. Thầy có face, is đọc nối thành faces. Thầy có được đọc là facey không? Bởi vì thiếu âm gì phía cuối rồi, giờ, được chứ bạn? Faces. Nhưng lúc này các bạn phải có trọng âm thầy, không được faces, faces. There are so many similar faces, có rất là nhiều khuôn mặt quen thuộc ở đây, được chưa? Được facey, được facey, trọng âm như thầy luôn, được chứ bạn? Đó, ok. Rồi trường hợp âm gió đầu tiên là cờ e, được chưa? Đó, trường hợp âm gió phát âm là s, ok. Nhưng mà tiếp tục nó vẫn còn rất nhiều âm gió các bạn ha. Trường hợp tiếp theo đó chính là một từ kết thúc bằng chữ s, thì các bạn nhớ trong tiếng Anh chữ s đứng cuối cùng thì nó sẽ luôn được phát âm là s luôn. Ví dụ là có bus là một chiếc xe buýt, đúng không các bạn ha? A bus, xong là a bus các bạn ha, a bus, s kết thúc bằng s là âm gió, các bạn cố đồng thêm es, nó có e sẵn chưa? Chưa thì thêm es các thầy. Nhưng mà lúc đọc bus là một âm tiết, các bạn vui lòng cộng thêm một âm tiết nữa là thành hai âm tiết, để cho đọc thành như các bạn, buses, để cho đọc là buses. Các bạn cái từ này các bạn đọc bậy đọc bạ thành một từ rất là bậy bạ nha mấy đứa, buses. Biết từ nào mọi người vui với phần Anh, buses, đọc thử hay là thích, buses. Đúng rồi, ok các bạn ha, đọc rõ giờ phía cuối đó thầy, tưởng tượng được chưa? Rồi trường hợp tiếp theo nó sẽ kết thúc bằng se, một từ kết thúc bằng se thì chắc chắn từ đó là âm gió trong tiếng Anh, ok. Rồi nhưng mà các bạn nên nhớ trong tiếng Anh se nó sẽ có hai cách đọc, một từ mà tận cùng bằng se nó sẽ có hai cách đọc, cách đọc đầu tiên nó sẽ được phát âm là và cái đọc thứ hai nó sẽ được phát âm là z, được chưa bạn? Đó, ví dụ thầy có con ngựa là gì các bạn? Horse, hoặc là ngôi nhà house, được chưa? Thì trong tiếng Anh chữ se của hai từ này nó sẽ được phát âm là cũng là âm gió, cho nên số nhiều thầy chỉ có còn thêm s là thôi, có e sẵn rồi. Nhưng mà lúc đọc thầy đọc đi nha các bạn, những con ngựa là gì? Những con ngựa, ngựa hô, horses, đừng có hoa gì nha, âm sờ mà. Nè các bạn tưởng tượng này, âm cuối cùng của nó âm sờ đúng không? Các bạn thêm s vào là cộng thêm âm e nữa, thành horses. Đừng các bạn tưởng tượng cái này đọc là gì vậy thầy? Số nhiều mà. Nhưng mà chỉ houses chứ gì chứ mạnh quá, houses. Được chưa bạn? Houses, tưởng tượng được chưa? Đó, ok. Đây đối với trường hợp mà se nó sẽ được phát âm là sờ. Nhưng mà trong tiếng Anh các bạn nhớ là cũng có rất nhiều từ se kết thúc nó phát âm được lòng là z. Ví dụ từ nào các bạn? Thầy sẽ có từ please. Được chưa? Please.
thì SE này nó sẽ kết thúc bằng âm z. Mà thêm S vào thì sẽ cộng thêm âm is nữa, sẽ đọc là pleases hay là pleases. Pleases, các bạn tưởng tượng được chưa? Đó, hoặc là tiếp nữa các bạn sẽ học một từ, đó chính là từ praise. Hoặc là từ từ này đi, từ raise đi. Từ raise, raise your hand đó, các bạn biết không? Đó chưa, thì từ này SE nó cũng được và kết thúc là âm z luôn. Raise, thì thêm S vào sẽ đọc là gì giúp thầy luôn nè? Đúng rồi, raises, đọc rõ ra, raises. Các bạn tưởng tượng được chưa? Raises. Hiểu được không các bạn? Đó, ok ha. Rồi, nhưng mà trong tiếng Anh thì mình có biết khi nào SE nó được phát âm là S và phát âm là Z không? Biết khi nào không? Có biết không? Không. Thì làm sao để nhận biết? Kinh nghiệm. Đúng không? Rõ ràng kinh nghiệm thôi, chứ không quy tắc. Gì vậy bà nói? Nghĩ Siri, sao với con? Anh ngủ không bụng chạm bả luôn á. Rồi các bạn đã tưởng tượng được chưa? Đó, ok. Rồi, đó là trường hợp âm gió. Tiếp theo là mấy từ này nè, sờ, 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 tùm tùm nè. Được chưa bạn? Rồi, hoặc là kết thúc bằng hai chữ S. Kết thúc bằng hai chữ S hoặc là kết thúc bằng S, auto được phát âm là sờ thôi. Được chưa? Hai chữ S, ví dụ chữ kiss, hoặc là từ nào kết thúc hai chữ S các bạn? Miss, hoặc là class, kết thúc hai chữ S, nó cũng là âm gió, không e sẵn thì thêm es. Được chưa? Một nụ hôn là kiss, hai nụ hôn là gì? Đọc rõ ra thầy. Đừng có kisses làm gì? Rõ ra ha, tiếng kisses. Các bạn nghe thành kiss gì rồi đúng không? Kisses, si thầy coi, sees. Nhưng mà rõ ra thầy. Nhưng mà âm cuối cùng là âm giờ nữa, kisses. Mấy đứa em thành gì mất tiêu rồi. Kisses. Xì hơi rồi đó, xì. Đúng rồi đó, được chưa? Đó, ok. Rồi hoặc là thử giúp thầy đi, những lớp học đi, nhiều lớp học. Đúng rồi, chính xác. Rồi nhớ đi. Đúng rồi, chính xác. Ok, các bạn còn từ nào kết thúc hai chữ S này không? Giúp thầy đi. Từ nào không? Cross. À? Across, đúng không? Chữ cross á. Đọc với thầy nè, cross gì đây? Crosses, ok ha. Rồi tiếp tục trường hợp xong cái phần sờ các bạn ha, nhảy sang trường hợp tiếp theo đó chính là kết thúc bằng SH thì nó sẽ được đọc là thì các bạn nhớ trong tiếng Việt của mình có mấy là sờ, hai là sờ, sờ một nạn, sờ một nét và sờ hai nét, sờ nặng sờ nhẹ đúng không? Sờ nặng sẽ đọc là ví dụ như là cá sấu, sâu sắc, sặc sỡ. Nhưng mà có bao giờ mình tiếng Việt mình có bao giờ mình đọc sờ mạnh như vậy không? Không, mình vô tình, mặc dù nó sờ một nét nhưng mà nó đọc thành sờ hai nét, sặc sỡ cá sấu đúng không đó? Đó thì tiếng Việt của mình có hai loại sờ, thì tương tự tiếng Anh cũng có hai loại sờ như vậy, được chưa? Đó thì chữ SH này thì nó giống như là sờ của tiếng Việt của mình, để các bạn sẽ đọc là sh, giống kêu người ta im lặng á, được chưa? Bây giờ ta có từ dish, cái dĩa các bạn biết không? Dish, được chưa? Hoặc là wash, được chưa? Âm sh, ok vậy thôi. Đáng sáng. Rồi, wash vậy số nhiều động giúp thầy luôn đi không anh? Đúng rồi, washes. Được chưa? Cái đĩa thầy số nhiều luôn. Rõ là dishes. Nhưng mà âm giờ phía cuối là âm giờ nhưng mà âm sờ nữa. Dishes chứ không phải là dishes. Hiểu không? Dishes. Thầy em thầy nghe thành dish, dish, dish gì rồi. Again. Đúng rồi đó, dishes, tương tự đúng chưa bạn? Rồi trường hợp âm giới tiếp theo đó chính là âm z. Giống như nãy thầy nói chứ, tương tự thôi. Ok, nhưng mà một từ mà kết thúc bằng giờ nó ít lắm. Một từ kết thúc bằng giờ trong tiếng Anh nó ít lắm. Được chưa? Đây là một ví dụ nè, ví dụ là có chữ buzz. Nếu mà các bạn đọc thành buzz, thầy nghe thành gì rồi? Sẽ biết rồi, được chưa? Đó thì đây là buzz. Được chưa? Buzz nó chính là gì các bạn biết không? Buzz nó chính là tiếng vo ve của con ong á. Được chưa? Buzz. Hoặc là cái tiếng của điện thoại nó rung. Các bạn điện thoại rung mà kiểu như là các bạn để đối với cái trường hợp mà không làm phiền á, được chứ? Thì nó sẽ rung, nó gọi là buzz. Ok các bạn ha. Thì các bạn cứ tí nữa các bạn cứ vú thầy, buzz nó chính là tiếng vo ve để các bạn của côn trùng, buzz. Ok, thì âm cuối cùng của nó âm z, cho nên phát âm giúp thầy luôn nè. Hiện giúp thầy nè. Đọc là gì? Buzz. Số nhiều. Buzz. Số nhiều.
cộng thêm một âm tiết nữa. Đọc rõ nè. Đúng rồi, buzzes, đơn giản chứ. Đó, ok. Tiếp tục. Một từ kết thúc bằng X thì âm cuối cùng của nó là âm gì các bạn? Âm đúng không bạn? Đó, bây giờ thầy có Nix. Nó không có E thì thêm IS vào. Nixes. Được chưa? Một từ khác cái thầy luôn đưa bằng anh mà kết thúc bằng X. Cái thùng là gì? Boxes. Boss, nhiều đọc là boxes. À, boss gì rồi? Boxes. Mày xì mạnh quá. Boxes. Boxes. Được chưa? Tưởng tượng các bạn. Đó, ok. Tiếp tục. Trường hợp tiếp theo mà phát âm là âm gió đó chính là kết thúc bằng GE. Kết thúc bằng GE nó sẽ được phát âm là chưa mạnh các bạn ha. Nếu mà các bạn đụng cổ này là các bạn thấy rung rất là mạnh. Đúng không bạn? Ví dụ là có orange. Không đọc đúng không? Đọc orange. Orange. Số nhiều đọc là oranges. Được chưa? Rồi em đọc cho thầy đúng nè. Được chưa? Chưa mạnh chút xíu với thầy. Oranges. Được chưa? Âm thầy chưa nghe rõ. Oranges. Đúng rồi, phải có âm giờ phải cuối. Oranges. Được chưa? Các bạn tìm thầy một từ mà kết thúc bằng GE nó đi, danh từ. Đúng rồi, số nhiều thầy, đọc thầy luôn. Được chưa? Chữ G nó hơi bị mạnh đó. Ages. Ok, một từ khác đi. Giúp thầy đi cho. Cái cầu. Biết cái cầu đi không? Bridge. Đọc thầy coi. Đúng rồi, chính xác. Được chưa? Tủ lạnh. Fred hả? Fred là gì? Em biết từ đó không thức? Tủ lạnh. Đọc thầy số nhiều thôi coi. Đúng rồi, chính xác. Fridges. Phải có âm giờ cuối nha. Tưởng tượng được chưa? Rồi, tiếp tục. Trường và trường hợp âm dấu cùng đó chính là kết thúc bằng CH. Thì CH này khác như GE ở phía trên như thế nào các bạn? Cái chờ nhẹ thôi, được chưa? Chờ chờ, được chưa? Còn chờ khi bằng nó sẽ rung mạnh. Còn này là nó sẽ rung, không rung. Để các bạn, ví dụ một từ rất là cơ bản. Từ nào kết thúc bằng GH các bạn? Ví dụ từ match. Match mà nghĩa là gì vậy đó? Có hai nghĩa danh từ, có hai nghĩa đầu tiên là trận đấu, nghĩa thứ hai quay gym. Tí nữa bạn nào chưa biết nghĩa match là quay gym thì ghi dấu vào. Được chưa? Match nghĩa đầu tiên là trận đấu, nghĩa thứ hai đó chính là quay gym. Vậy số nhiêu đọc tiếp theo luôn. Đứng chuyện cheese đâu có âm lịch đâu các bạn. Is matches. Đứng tree, đứng tree. Chi em bị tree rồi. Matches. Đúng rồi đó, tưởng tượng được chưa? Rồi tiếp tục, Hồng Anh giúp thầy, nhà thờ là gì có biết không? Church, em biết không? Cái từ nào kết thúc bằng CH mà nó dễ nhất các bạn? A watch, đúng rồi, đồng hồ đấy, là số nhiêu thầy? Đúng rồi, nó phải là chỉ chứ không được con tree. Trong tiếng Anh giống tiếng Việt của mình các bạn ha. Watches, matches, tưởng tượng được chưa? Đó, thì đây là hầu như là toàn bộ những cái âm gió của tiếng Anh. Được các bạn, còn một âm nữa nhưng mà khỏi học. Ok, đó thì đối với cái trường hợp mà những âm gió các bạn vui lòng cộng thêm một âm tiết nữa, đó chính là âm is. Được chưa các bạn? Khi mà nó có E rồi thì chỉ còn thêm S thôi, đơn giản chưa? Đó, thì các bạn đã xong ba trường hợp chưa? Trường hợp đầu tiên phát âm là S khi mà kết thúc bằng một trong âm trong câu tầm chú thuộc vào cái phương Tây. Rồi sau đó các bạn xét cái thầy trường hợp âm gió này. Nếu mà trường hợp âm gió các bạn thêm IS hoặc thêm S vào cộng thêm một âm tiết nữa. Và nếu không là trường hợp thuộc vào kiểu phương Tây, không phải trường hợp âm gió thì nó là trường hợp còn lại là trường hợp âm z. Các bạn tưởng tượng được chưa? Đó, ok ha. Rồi, thì nó sẽ có một số cái trường hợp đặc biệt nữa, bạn nào biết rồi thì thôi. Khi mà một từ nó kết thúc bằng y dài mà trước đó là một nguyên âm thì ta chỉ còn thêm s bình thường. Được chưa? Các bạn coi này, play. Y dài đứng trước đó là nguyên âm. Nè, y dài, e là nguyên âm, các bạn thêm s vào bình thường. Được chưa? Đó, hoặc là guy. Y dài đứng trước đó là u, nguyên âm, cũng thêm s bình thường. Được chưa? Nhưng mà lúc đọc, đối với cái trường hợp mà y dài đúng cùng mà cộng thêm s thì nó luôn phát âm là gì các bạn? Sờ hay giờ? Sờ hay giờ? Giờ bình thường thôi. Vì các bạn coi này, guy, play, guy âm cuối cùng là âm gì? Âm ái. Ai có phải là thường với chúng tay không? Có phải âm gió không? Không, thường trường hợp còn lại. Hiểu không? Plays âm cuối cùng là âm ấy. Được chưa? Đó, cho đọc là plays, guys. Được các bạn? Đó, ok ha. Rồi, guy nó mang nghĩa là gì? Nếu mà đúng mình guy nó mang nghĩa là gì? Guy đúng mình mang nghĩa là gì? Chàng trai.
được chứ các bạn. Ví dụ các bạn nam nè, mô tả về mình đi. Sao trong phần I am speaking, được chứ? Đó, I am a gì đó, I am a good guy. Thay vì thì các bạn nói I am a good boy, no, I am a good guy thôi. Được chứ các bạn? Đó, ok. Rồi, còn nếu mà guy nó số nhiều, nó có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là gì? Guy và thêm S số nhiều bằng nghĩa là gì? Các mọi người. Được chứ các bạn? Thầy nhắc lại, guy và thêm S số nhiều đọc là guys, mang nghĩa là mọi người. Hoặc nghĩa thứ hai là gì? Những chàng trai. Bạn tưởng tượng được chứ? Đó. Này nó là hi guys. Là như vậy đó. Rồi, đây là bình thường các bạn ha. Nhưng mà nếu mà một từ kết thúc bằng y dài mà trước đó là một phụ âm thì ta biết y dài, thành đi ngắn và thành đi ngắn, cái này biết chưa? À, ví dụ thầy có family, y dài ngay đây. Trước đó thầy có âm gì đây? Âm L. L là phụ âm rồi, cho nên là biến y dài thành đi ngắn và thành đi ngắn. Mà lúc đọc thì vẫn phát âm là sờ hay giờ? Sờ hay giờ? À, vẫn là giờ bình thường. Bởi vì sờ nó chỉ có 5 trường hợp kia thôi. Thời phong kiến phương Tây thôi các bạn hiểu không? Đó. Tương tự như là university, y dài trước đó là tờ là phụ âm. Tương tự như baby, y dài trước đó là bờ là phụ âm. Đây chứ bạn, đó đơn giản. Các bạn biết không? Ai biết rồi thì thôi, hỏi một chút cũng được. Dễ rồi ha. Cái phần này nó sẽ hỗ trợ các bạn cái phần mà viết với lại nói các bạn ha. Cái phần viết mà kiểu như chữ family các bạn thêm S cái là xong phim từ điểm. Cho nên cẩn thận cái phần này. Cơ này chỉ muốn ngủ mà thôi. Mới 6 rưỡi hả? Rồi xong chưa các bạn? Còn nữa nha. Chưa hả? Thôi mấy cái phần này về nhà các bạn chép đi nha. Về nhà thầy gửi file các bạn chép thầy nha. Chứ giờ để mình học. Đúng thầy phải gửi cái file cho các bạn chép trước. Rồi. Trường thứ theo đó chính là gì? Khi một từ mà kết thúc bằng S, ta thường biến S thành V và cộng thêm ES. Và đuôi ES nó vẫn đọc như là những trường hợp kia đọc là được chưa? Cái này là đôi khi thôi, chứ không phải lúc nào cũng vậy. Ví dụ thầy có từ gì đây? Wife. Âm cuối cùng là âm. Được chưa? Thì ta sẽ biến F thành V và thêm ES. Wives là nhiều người vợ. Được chưa bạn? Rồi hoặc là knife. Knife là dao. Số nhiều đó biến F thành V và thêm ES. Đọc là gì giúp thầy? Knives. Được chưa bạn? Đó, ok. Knife, con dao. Không được đọc là knife các bạn ha. Được chưa? Thì từ này vô đề thi nó có không? Có. Các bạn nên nhớ là cái phần thi IELTS hoặc cái phần thi reading á, mà để điền vào chỗ trống á, nó sẽ không đòi hỏi các bạn điền những cái từ mà nó đau to vui lớn đâu. Được chưa? Có rất là nhiều câu bắt các bạn điền những từ đơn giản, rất là đơn giản. Ví dụ như chữ nice. Được chưa? Đó, trong phần listening hay phần reading là điền vào những từ đó đó, chứ không điền những từ khó đâu, các bạn yên tâm. Hiểu được không các bạn? Đó, ok. Rồi, nhưng mà thầy nói rồi, không phải lúc nào cũng vậy. Trừ một số trường hợp đặc biệt là mình không biết đổi F thành V và thêm S. Ví dụ ta có từ này đọc là gì các bạn? Chef. Được chưa bạn? Có đọc là chép không? Phải đọc là chef. Được chưa? Chef kết thúc bằng nhưng mà không biết F thành V và thêm S. Được chưa? Các bạn thêm S như bình thường. Nhưng mà một khi nó thêm S như bình thường thì thầy có đọc là chef không các bạn? Thầy sẽ đọc là gì? Chef. Bởi vì lúc này nó là từ phong kiến phương Tây rồi. Hiểu không? Tương tự như là từ roof. Roof là gì? Là gì? Mái nhà. Đúng các bạn, roof, mái nhà. Tí nữa ai chưa biết thì biết vào. Roof là mái nhà. Số nhiều của nó thêm S vào sẽ đọc là gì các bạn? Roofs. Roofs. Thì nó sẽ đọc là âm. Các bạn tưởng tượng được chưa? Bởi vì có chữ F đôi má, đâu phải là vợ E nữa đâu. Các bạn tưởng tượng được chưa? Đó, ok. Thì phần này về nhà các bạn viết cũng được. Các bạn tưởng tượng được không? Rồi nó chỉ có hai cái trường hợp đặc biệt đó thôi. Được chứ bạn, nó chỉ có hai trường hợp đặc biệt đó thôi. Còn một cái trường hợp đặc biệt nữa số nhiều thầy sẽ dạy sau. Ok ha, thì cái phần này thầy sẽ gửi các bạn rồi các bạn về nhà check giúp thầy. Rồi bây giờ các bạn lấy đề thầy. Ủa thầy gửi đề chưa? Ủa lúc anh chưa có nè. Buổi thứ hai á. Ừ đúng rồi, có gì á.
Ủa sao thầy kêu đơn phương tố? No, no. Em có đề đó chưa? Có mấy bạn hả? Ủa, hôm bữa thầy chỉ phát các bạn hả? Bữa lúc phát rồi mà, lấy ra thầy. Quên em hả? Lấy cái đề, ờ đúng rồi, em chưa học quên. Trời, thầy chết rồi, thầy không để ý cái vụ đó. Ôi, không nhớ. Em có ống thất, có đúng không? Em có không? Thầy không hiểu là học sinh của thầy đi học tiếng Anh mà để quên tập là sao, thầy không có hiểu. Không muốn hiểu luôn á. Này sao? Đi học mà quên tập là sao không hiểu. Chơi ra chơi. À, chỉ còn mấy tuần, hơn quá. Còn tuần hai đứa coi chung đi. Giờ biết sao giờ, đứa nào lớn hơn thì nhường đi. Còn đúng tờ đó à. Tờ buổi số 2 á. Mà thầy quên mất. Hình cứ con bi đi hình á. Em có không Hồng Anh? À, hồi bữa em đi học không? Có không? Ờ, mẹ em học lúc có á. Bữa giờ đi học hai buổi đúng không? Thì có phát rồi. Em có không? Hai đứa có hả? Kỳ vậy ta. Kỳ vậy. Nhưng mà let me check nha. Có rồi. Thầy nhớ là in đủ mà. Kỳ vậy. Vậy thôi có gì để buổi sau thì in lại cho mấy đứa. Mắc tèo. Thôi bây giờ thầy gửi file mấy đứa con điện thoại nha. Gì mà kỳ vậy trời. Còn mấy bạn chưa có đề. Tổng còn mấy bạn. 1, 2. Em là có mà không chịu đem á. 1, 2, 3. Mấy bạn, à, thôi thầy gửi vô group luôn đi. Thôi thầy gửi riêng đi ha. Ai đây? Thôi gọi tên giúp thầy. Gọi tên giúp thầy đi. Hồng Anh, rồi ai nữa? Anh Thư. Rồi ai nữa các bạn? Hả? À, Quy. Buổi số 2. Bà mới ghi anh đâu rồi? Đây. Anh Thư. Ai nữa đây quên rồi. Win. Rồi coi giúp thầy đi. Là do bữa mấy đứa đi học mà mấy đứa không lấy hả ta? Hồi có đi học. Em là học lúc này luôn mà đúng không? Mà sao bữa không lấy? Hay là có mà em mua ở nhà á? Không có hả? Em cầm theo cặp tập không có hả? Ui cha kỳ vậy. Sao mấy bạn này có? Chắc là bữa là đi vô mà không chịu lấy đề á. Hết pin. Rồi bây giờ mình sẽ làm bài tập của bạn ha. Trời không kịp rồi. Rồi. Cái bài này nó khá là quen thuộc với các bạn. Đó chính là cái phần này kiểu như là nó hỗ trợ chứ các bạn. Cái phần mà tìm cái âm mà khác với ba cái âm còn lại trên trường mấy đứa thấy bài nào quen không? Các bạn có còn thầy giải thích lại không? Khỏi còn đi ha, được chưa? Rồi, nhưng mà thầy sẽ giải thích cái vụ này trong cái bài này. Nó tổng cộng sẽ có 7 phần gạch cho các bạn nè. Thì mỗi phần nó sẽ có 2 câu nhỏ. Mỗi phần nó sẽ có 2 câu nhỏ. Nó sẽ có 2 bước làm. Bước đầu tiên là các bạn vui lòng chọn cái âm nào khác với ba cái âm còn lại. Bước thứ hai là nối từ vựng với hình ảnh. Được chứ bạn? Mỗi cụm như này thường nó sẽ có 2 câu bạn nối hình. Ví dụ thầy có witness là gì các bạn nối. Debate là gì bạn nối. Stay là gì bạn stay thì khỏi nối nè. Sure, nhà thờ biết rồi thì khỏi nối. Bạn hiểu không? Là mỗi cụm nó thường chỉ có 2 từ thôi. Chỉ có cái trường hợp câu này là nó có 3 từ. Được chứ bạn? Câu này là có 3 từ còn câu này nó chỉ có 1 từ thôi. Được chứ bạn? Các bạn hiểu không? Làm nối hình. Nối hình các bạn chỉ ví dụ như là crazy là hình số mấy, ví dụ hình số 4 biết số 4 không?
tương tự được chưa? Rồi các bạn làm nhóm cho nên gọn vô, làm lẹ nha, rồi thầy sửa. Con này dễ hiểu không Hiền? Hiểu không? Rồi khổ như vậy trời. Đầu tiên là anh phải chọn cái chữ nào, cái câu nào mình đang phát âm khác nhất cho những âm còn lại. Cái dụ phát âm sờ các bạn, phát âm sờ nè. Ví dụ A, B, C, D là cái chữ sờ nào phát âm khác nhất những cái sờ còn lại. Đó là bước đầu tiên, rồi bước thứ hai mới là nối. Em hiểu không? Đó. Làm nhẹ nha, con này rất là dễ các bạn. Rồi từ vựng, có thể lọc từ vựng nó coi thoải mái. Thao cụ đại bưởi từ vựng để làm gì mà giờ vui vậy? Thầy nói mấy đứa nha, thầy học sinh của thầy, thầy dễ ứng nhất là giờ tra từ điển nha. Bởi vì từ vựng thầy đã giải hết rồi mà tra từ điển là thầy dễ ứng lắm đó. Phải lục ra coi lại từ vựng. Nghĩ sao mà làm nhẹ đứa dễ hẹt ra. Từ vựng lọc ra coi lại. Làm như thế được thầy kiểm cho đó.
làm gì làm trước khi mà đi học học từ vựng cho thầy nha các bạn. Từ nay về sau là mỗi ngày cứ 60-70 từ vựng đó nha, nhiều lắm đó. Bởi vì IELTS is all about vocabulary mấy đứa. Mà em là phải có từ vựng mấy mấy đứa mới làm được chứ không có từ vựng là xong luôn. Mỗi chưa? Đánh số trước. Ừ, đánh số trước. Chọn cái từ khác nhất rồi sẽ đánh số trước. Kinh khủng rộng lắm. Xưa thầy học đại học chỉ học cho chơi thôi chứ không có tập trung vào. Thật sự bây giờ cái bằng đại học bây giờ thầy cầm cũng đâu để làm gì đâu. Cái đó là thầy đi cái đó gọi là exchange, trao đổi cái trường đại học qua trao đổi học thêm thôi. Và chủ yếu là chơi chứ không chẳng học gì chứ. Nhảy đọc sách, em tính làm gì? Nên học đấy, muốn học trường nào thì thật sự thằng biết ngôn anh trường nào ok nữa, thật sự là như vậy. Ừ, ngoại thương đúng rồi, nhưng mà điểm cao. Ừ, xong chưa mấy đứa, thầy sửa luôn nha. Tôi cho 2 phút nữa. Xong gì thầy coi coi. Còn con này chưa làm. Cái S là cái gì? Cái S là gì? Nó là direction, là từ thầy dạy rồi mà. Cái S là gì bên cạnh cái câu bên cạnh đó, cái S chưa? S là gì con là tôi bận.
tôi vẫn đi chơi hỏi có gì S không đi đến có a ô quên bổ sung tại hai bên bọn shortage là sự thiếu hụt và S là cái mép hoặc là cái gì quên cái mép hoặc cái gì số chỉ là cái sự thiếu hụt quên mất quên dài dạ rồi lại sửa luôn này nó hỏi mới mới đó. Rồi làm lẹ nha. Rồi hình đầu tiên, cái đầu tiên. Rồi chọn câu nào khác với những câu còn lại các bạn. Câu nào đây? Câu C. Được chưa? Rồi A, B, D được phát âm là âm gì các bạn? Âm sờ sờ hay là âm gió? Sờ. Được chưa? Rồi phân tích này. Flock mang nghĩa là gì? Đám đông hoặc là bầy đàn. Hình nào đây? Ba. Flock. Động thay nè. Flock. Rồi flock số nhiều tên mé cho thầy ha. Tiếp tục câu B. Coral reef là gì các bạn? Đặt xã hồ số 1. Được chưa? Động thay nè. Coral reef. Rồi tiếp tục. Detail là gì? Chi tiết. Được chưa? Bạn nào chưa biết thì chú vào thầy. Detail. Đó chính là chi tiết. Thêm mé vào nó sẽ đồng sợ giờ. Giờ. Details các bạn ha. Rồi tiếp tục hình tiếp theo. Câu nào các bạn? A, B, C, D. Câu C. Bởi vì A, B, D được phát âm là âm giờ. Được chưa? Harm này các bạn ở mối nguy. Được chưa? Rồi câu B đọc là gì? Passenger. Được chưa? Đọc thầy là passenger. Là ai? Hình số 2. Rồi tiếp tục câu C. Graph là gì các bạn? Đó chính là đồ, biểu đồ. Được chưa bạn? Hoặc đồ thị cũng được. Thì trước thầy bữa thầy đã nói với bạn chưa? G, B, B với H đứng cuối cùng của từ nó sẽ được phát âm là được chưa? Ôi, thầy nói chưa nên như chưa hả? À chú quên, thầy chưa nói. BH nó sẽ được phát âm là phờ, giống như là photo đó, các bạn thấy không? Được chưa? Photo. Được chưa? Thì âm phờ đó nó nằm trong thời phong kiến phương Tây. Được chưa? Cho nên là được phát âm là graphs. Được chưa bạn? Đó, ok. Và trong cái phần thi IELTS Writing thì chắc chắn các bạn phải viết cái từ graph thầy. Đó chính là cái biểu đồ đồ thị. Được chưa bạn? Rồi, câu D là gì các bạn? Nông nghiệp. Agriculture. Vậy rồi hả các bạn ha? Rồi, tiếp tục. Câu nào đó các bạn? Câu nào đây? Câu? Câu B. Bởi vì A, C, D là âm gì các bạn? Âm? Âm gió. Được chưa? Đó. Rồi, đọc cái thầy nè. Cái đầu tiên là gì các bạn? Clash. Được, clash. SH âm gió thì mình sẽ số nhiều đọc thì mới đó. Tập trung nè, tập trung nè. Classy hả? Nếu mà thằng mấy đứa đọc classy sẽ nghe thành lớp học mà. Được không? Clashes. Được chưa bạn? Đó chính là mang nghĩa clash, mang nghĩa là gì? Sự gì? Sự xung đột. Được chưa? Đó thì đọc hình số mấy đây? Hai. Clash, xung đột. Được chưa? Đó ví dụ như là gì? We broke up because we clash a lot. Chúng tôi gì đây? Chia tay, broke up bởi vì chúng tôi bất đồng. Hiểu không bạn? We clash là chúng tôi bất đồng. Ok ha. Tiếp tục, câu B là gì các bạn? Shape. Không phải là say các bạn. Shapes. Số nhiều thêm S vào thì phát âm là sờ hay giờ? Sờ hay giờ? Sờ. Được chứ bạn? Đó, cho nên shape là hình số mấy đây? Số 3. Shapes. Được chưa? Nếu mà danh từ nó mang nghĩa là gì các bạn?
Danh từ shape mang nghĩa là gì? Hình dạng, hình dáng. Được chưa? Đó, ok. Còn đối với người, ví dụ he has a good shape là anh ấy có một cái hình gì? Hình thể, vóc dáng. Hiểu không bạn? Đó, ok, has shape. Rồi, tiếp tục, câu C. Vậy rồi, là gì các bạn? Cuộc đua hoặc là chủng tập. Số nhiêu đọc là gì? Race thôi hả? Đọc trọng âm nữa thầy. Races. Rồi, chơi tiếp tục. Câu D đọc là gì? Courses. Là gì các bạn? Khóa học. Rồi, tiếp tục. Thành số 4. Số 4. Anh xin lỗi, cái câu số 4. Chọn gì đây? Câu A. Bởi vì B, C, D là phát âm là âm. Sửa thầy câu D chỉ có một chữ E thôi các bạn ha. Bỏ một chữ E phía cuối đi. Rồi, câu A. Vanish là gì các bạn? Biến mất chứ không có sự em. Nó là động từ. Hình số mấy là biến mất các bạn? Số 1. Mình chưa đi ra biến mất nè. Được chưa? Học sinh hào hứng thầy ơi, số hình gì sao mà khó nhận ra vậy? Ủa bây giờ mấy đứa tìm thấy hình ảnh nào mà biến mất đi. Hình gì? Đúng không? Hình gì? Đó. Đúng không? Có hình này là nó dễ dễ hình dung nhất đúng không các bạn? Vanish. Vậy số nhiều đọc thầy sổ thêm ES đọc cái gì? C hả? Vanishes. Đây âm sờ mà. Vanishes. Được chưa bạn? Rồi, câu B. Vậy rồi là gì các bạn? Chiến lược đọc là gì? Strategies. Số nhiều đọc strategy, số ít là strategy thôi. Được chưa? Rồi, thầy nói các bạn, IES luôn phát âm là âm giờ các bạn ha. Tiếp tục câu C. Là gì? Income. Là gì? Thu nhập. Hình số 4. Incomes. Âm giờ các bạn, income. Ok. Rồi, thu nhập. Hình tiếp theo, câu số mấy đây? ABCD. Câu D. Yeah, bởi vì A, B, C đều phát âm là âm. Âm gió thôi. Được chưa? Rồi, câu A đọc là gì các bạn? Range. Range. Số nhiều đọc là gì? Giúp thầy luôn đi em. Branches. Mang nghĩa là gì? Cành, nhánh, nhánh cái. Được chưa? Hoặc là nghĩa bóng của nó là chi nhánh. Được chưa bạn? Chi nhánh của một cái quán cà phê thì nó có nhiều chi nhánh, đơn giản em nói. Được chưa? Thì hình số mấy đấy? Hình 2. Range, chi nhánh. Được chưa? Rồi, câu B. Đọc là gì các bạn? Phase. Thì các bạn nhớ là cái từ này, số ít của nó là như là đây. Thì SE được phát âm là sợi giờ. Các bạn nghe thầy đọc là phase. Sợi giờ. Giờ. Cho nên số nhiều đọc là gì giúp thầy luôn? Phase đọc rõ ra. Phases. Mang nghĩa là gì? Là gì? Giai đoạn. Được chưa bạn? Phase nó là giai đoạn. Một giai đoạn là a phase, nhưng nhiều giai đoạn là three phases. Được chưa? Giai đoạn hình số mấy? Hình số 4, giai đoạn nè. Được chưa? Thì thầy đã gửi bạn tìm từ đồng nghĩa phase chưa bạn? Đồng nghĩa phase chưa? Thầy gửi chưa? Nó là từ stage. Stage nó có hai nghĩa. Nghĩa đen nó mang nghĩa là sân khấu. Nghĩa bóng của nó là giai đoạn. Đồng nghĩa với phase. Được chưa mấy đứa? Đó, ok. Thì thường thầy sẽ thấy từ phase và chữ stage trong cái bài reading. Được chưa? Cái bài đọc nó có từ stage, nhưng mà câu hỏi nó biến đổi chữ stage thành chữ phase. Buộc các bạn phải biết nghĩa thì các bạn mới làm được IELTS reading. Được chưa? Bởi phần IELTS reading nó rất là thích sử dụng đồng nghĩa. Các bạn hiểu không? Là người ta paraphrase, là người ta viết lại, sử dụng những từ đồng nghĩa mà các bạn không có từ vựng là làm được. Ờ các bạn ha. Rồi, tiếp tục câu C khỏi nói ha. Câu D vậy chưa? Là gì các bạn? Đọc là gì? Thầy dạy rồi mà. Thì khuấy trời, đọc như sao người ta hiểu? Creature. Creature là gì? Sinh vật. Ủa thầy nói với bạn, thầy đã gửi các bạn phần thầy phát âm chưa? Rồi các bạn đọc một lần, các bạn nhả một lần, các bạn không nhớ đâu, các bạn phải ghi lại nhiều lần. Nha, thầy đã gửi các bạn rồi. Tối nay thầy sẽ gửi lại các bạn. Cho bạn coi lại. Chứ vì nói crazy thầy dạy creature mà giờ là creature, cái là sao sao ta hiểu. Được chưa? Tiếp tục. Câu bên này, chọn câu nào đây? Câu nào các bạn? Câu đứa C đứa D là mệt rồi đó. Câu D. Bởi vì A, B, C được phát âm là âm. Âm S. Các bạn chỉ còn có 3 câu là các bạn làm được rồi. Không nhất thiết là 4 câu. Được chưa? Câu A đọc là gì các bạn? Experts. Âm sờ nè. Thời phong kiến phương Tây. Được chưa? Rồi câu B đọc là gì? Có hai nghĩa. Mark. Có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là điểm. Điểm số. Nghĩa hai là vết hoặc là dấu. Hình số mấy đây? Hình số 1. Mark. Được chưa các bạn? Rồi, câu C. Gap là gì các bạn?
gap là gì? Khoảng cách hoặc là khe hở. Được chưa? Hình số mấy khe hở? Số 3. Nhưng mà nếu mà các bạn trong phòng IELTS thường thầy sẽ dịch đối với trường mang nghĩa là khoảng cách hoặc là cái sự chênh lệch. Vì thầy có generation gap là gì? Sự chênh lệch thế hệ hoặc là khoảng cách thế hệ. Được chưa? Đó là nghĩa bóng. Ok ha. Rồi câu D, award vậy rồi là gì? Cái gì? Giải thưởng, award. Ok ha. Rồi tiếp tục. Bên này. Câu này đây. Đẹp. Câu gì? Câu D. Đúng bạn, bởi vì A, C, D được phát âm là âm. Âm gì? Được chưa? Còn tức này, opportunity là gì thầy dạy rồi? Cơ hội. Đọc là opportunity các bạn ha, cơ hội. Rồi, câu B. Approach mang nghĩa là gì? Tiếp cận hoặc là phương pháp. Nhớ thầy nha, cái phương pháp tiếp cận hoặc là cái sự tiếp cận, cái sự đến gần. Hình số mấy? Số 1. Đọc là gì các bạn? Approach. Số nhiều là? Đọc rõ là approaches. Được chứ? Thành số 1, tiếp cận nè, thấy chứ? Rồi, câu C. Structure là gì các bạn? Cấu trúc hoặc là kết cấu. Hình số mấy? Hình số 3. Được chưa? Đọc thay này, structure. Ok, hoặc là structure các bạn, structure. Số nhiều đọc structures. Ok, tiếp tục bên này. Hình số mấy, câu số mấy đây? Câu ABCD. Xe chết rồi. Câu B đó thầy chứ. Câu này cũng khó đó. Phân tích nè. Câu đầu tiên, tactic. Các bạn nhớ một từ kết thúc bằng C, đa số sẽ được phát âm là, ví dụ, music. Được chưa đó? Thì từ này, cái S phía cuối, cho nên cờ phía cuối phát âm là k, tactics. Âm k, thờ vòng kiến phương Tây. Được các bạn, tactic là gì? Chiến thuật, chiến lược. Thường cái tactic thầy sẽ sử dụng đối với cái trường hợp mà thể thao, cái chiến thuật trong thể thao, tactic. Hình số mấy đó các bạn? Hình số 4, tactic. Được chưa? Một lần nữa, tactic nó sẽ đồng nghĩa với gì các bạn? Strategy. Được chưa? Cho nên nó thường sẽ có trong phần listening hoặc là phần reading, tìm từ đồng nghĩa đó. Ok, câu B là gì các bạn? Organ. Organ là gì? Cơ quan hoặc là bộ phận. Được chưa? Hoặc là không gì là nội tạng em. Được chưa? Inner organ mới gọi là nội tạng em. Được chưa? Đây là cơ quan thôi. Được chưa? Thì hình số mấy? Hai. Được chưa? Câu 3 đọc là gì? Experiment. Không là experiment. Experiment là gì? Thí nghiệm vậy chưa? Rồi experiment các bạn ha. Rồi câu đế. GH đúng cùng nó sẽ phát âm là chờ hả? Nó phải GE đâu. GH phải GE đâu mà chờ. Thầy nói rồi laugh. Đọc là laugh. Được chưa các bạn? Last. Âm cuối cùng là âm. Có phải lúc nào GH nó cũng được phát âm là phờ không? Không, tùy trường hợp. Được chưa? Ví dụ các bạn biết từ ho không? Cough cũng có bắt kết thúc bằng GH. Được chưa? Thì từ đó last và ho nó đều được phát âm là âm phờ phía cuối. Được chưa? Âm phờ phía cuối là trường hợp từ vòng cái phương tây. Được chưa? Tâm ép nào? Last. Được chưa? Cho nên là khác nhất là câu B. Được chưa các bạn? Rồi tiếp tục. Hai câu cuối cùng. Ủa, nhiều dữ vậy hả? Mồ mã rồi. Rồi làm lẹ này để nhau học bài mới. Lẹ lẹ mấy đó. Câu nào đây? Sợ không kịp chứ. Tại hôm nay tập trung phòng nghe nhiều quá. Câu A. Bởi vì B, C, D đều là âm. Âm gió. Được chưa? Từ đầu tiên phát âm là gì? Mistake là chết rồi. Mistake. Nhấn vô âm thứ hai. Mistake. Được chưa? Rồi câu B là gì? Shortage. Shortage mang nghĩa là gì? Sự thiếu hụt. Số nhiều, đọc là gì các bạn? Âm cuối cùng là âm gió rồi. Shortages. Shortages, các bạn cứ đọc thoải mái để tập luyện. Shortages. Đây kia là hình số mấy đây? Sự thiếu hụt là hình số mấy? Hình? Sự thiếu hụt là số 3 là gì mà thiếu hụt bạn? Số 2 chứ. Đói kém kìa, đói nghèo kìa, mấy ăn xin hả? Shortages. Tiếp tục, câu C đọc là gì? Process. Process mang nghĩa là gì? Quá trình. Hình số mấy? Số 4. Process. Nhưng mà số nhiêu đọc là gì? Processes. Được chưa bạn? Rồi câu D. Push khỏi nói là số nhiêu đọc là phải số nhiêu mà ES đây động từ không gọi là số nhiêu. Được chưa? Push trong thêm E đọc là gì? Push gì các bạn? Push gì? Push là gì? Đẩy. Ok. Hình tiếp theo. Hình số mấy đây?
Câu số mấy? Câu gì các bạn? Cô đi là ngẫm rồi em. Câu C. Nó dễ mà đúng không? A, B, D được phát âm là âm được chứ bạn. Rồi câu A. Co-worker là ai đây? Đồng nghiệp là gì? Ủa thay gì các bạn chứ? Colleague chứ? Vậy chứ colleague. Đồng nghiệp vậy chứ? Hình như chú. Có hả? Ủa bài trước đúng không? Bài đầu tiên colleague có vậy rồi. Ok. Thì đồng nghĩa với colleague. Được chưa bạn? Là hình số mấy? Hình số 1. Ủa này nhớ chắc chưa đâu chứ. Câu này là mời. Rồi ok. Co-workers. Tiếp tục câu B. Occasion. Đọc là gì các bạn? Occasion. Được chưa bạn? Đó, occasion là gì? Ở đó chính là cái dịp hoặc cơ hội. Occasion. Không phải là occasion các bạn ha. Đọc này là occasion. Rồi câu C. Hardship là gì? Khó khăn, gian khổ, gian nan. Được chưa? Couple này theo con kiếm phương tay là thế giới. Sợ. Được chưa? Là hình số mấy? Gian khổ, gian nan. Spa. Được chưa? Rồi câu số 4. Journey là gì? Hành trình vậy rồi. Thầy nói rồi, y dài thế phép. Đọc là giờ. Journeys. Ok. Tiếp tục. Doubt là gì các bạn? Doubts. Thầy xin lỗi. Bốn câu này chọn câu nào khác nhất? Câu A luôn, bởi vì BCD phát làm giờ nếu các bạn. Doubt là gì các bạn? Nghi ngờ, sự nghi ngờ. Thì các bạn nhớ chữ bờ này là bờ cá mà ha. Sign là D, không đọc là doubt. Chỉ đọc là doubt thôi, bởi vì bờ bị cắp. Rồi, nghi ngờ là hình số mấy? Số 4, doubt. Số nhiều đọc là doubts. Ủa thầy các bạn có gì? Thầy dạy các bạn chữ doubt chứ? Without a shadow, không sao vậy chứ? Chưa tí nữa học, quên. Tiếp tục. Hình bên này. Câu nào đây? Nhìn tính sau tí nữa học. Câu B, bởi vì A, C, D phát âm là âm. Được chưa? Rồi câu A đọc là gì? Praise. Được chưa? Praise. Các bạn nghe chữ S, E phát âm là sợ giờ. Praise. Giờ. Cho nên số nhiều sẽ đọc là praises. Được chưa bạn? Praises. Sao số mấy? Bạn nghĩ là gì nhỉ? Cái sự gì? Tự hào mà. Sự tán dương, sự khen thưởng. Hình số mấy? Hình số 1. Vì chứ praises. Được chưa? Đó. Tiếp tục câu số B. Là gì các bạn? Cơ sở tầng. Hình số mấy? Số 3. Đọc thay nè. Infrastructure. Trong đó thầy có chữ structure là gì? Cấu trúc. Kết cấu. Được chưa? Rồi. H là gì các bạn? Đây là từ này. H là cái mép hoặc cái viền hình số 2. Các bạn như bất kỳ cái mép cái viền nào. Rồi chứ các bạn, bàn, ghế, nhà, cửa. Ok ha. Rồi, S là số ít, nhưng mà số nhiều đọc là gì? S gì? Edges. Vậy các bạn, edges, cái mép, cái viền. Ok các bạn ha. Rồi, bên này. Bên này, hình câu nào khác nhất? Câu nào nhỉ? Câu B, bởi vì A, C, D âm gió hết. Là cái đọc hay từ đầu tiên đọc gì các bạn? Witness. Âm gió ha, thêm BS vào. Witness. Đọc lại các bạn số nhiều. Oh, witnesses. Được chưa? Là ai đây? Hình số mấy? Mang nghĩa là gì? Nhân chứng. Mà chơi hình số 1 nè. Nhân chứng là chỉ mấy đứa tội phạm nè. Witnesses. Rồi, câu B. Debate. Là gì mấy đứa? Cuộc chiến. Cuộc tranh luận. Được chưa? Debate hình số mấy? Số 4. Cuộc tranh luận nó sẽ đồng nghĩa với từ gì các bạn? Argument, đúng rồi, chính xác. Tranh cãi thôi. Chứ họ đồng nghĩa với từ gì mới học? Bất đồng á. Clash, đúng không? Đó, ok. Rồi. Ôn lại thầy chỉ stage. Stage là gì? What does it mean stage? Hai nghĩa, there are two meanings. The first meaning is? Sân khấu. Ok, the second meaning. Giai đoạn. Số nhiều đọc là gì? Stages. Được chưa? Đó, ok. Rồi. Câu cuối cùng. Các bạn chọn câu nào? Câu C. Đúng rồi các bạn. Rồi, câu đầu tiên đọc gì? Achievement. Achievement mang nghĩa là gì? Cái thành tựu. Mình chỉ achievement, đó chính là thành tựu. Nó sẽ đồng nghĩa với từ này gửi các bạn luôn. Đó chính là từ gì? Các
các bạn coi lại thấy achievement đồng nghĩa với fit, thành tựu, chiến công. Thay vì các bạn dùng cho achievement, các bạn dùng chữ fit là chữ fit nó sẽ nâng cao hơn, bởi vì achievement nó sử dụng rất là nhiều, nhưng mà chữ fit nó sẽ ít dùng. Để chơi thành tựu, chiến công. Để chơi ví dụ như là các bạn vô đề thi đi, người ta kêu là hãy kể một cái kỷ niệm mà em cảm thấy là đáng nhớ nhất, thì các bạn có thể kể một lần mà các bạn thắng một giải thưởng nào đó, bạn cảm thấy tự hào và bạn xem nó là một cái fit của bản thân mình, nó là một chiến công bản thân mình, bạn hiểu không? Đó là cái nâng cao cái mức điểm của bạn lên rất là nhiều, sử dụng chữ fit. Ok ha. Tương tự như achievement, cứ có bằng tờ thêm s vào, đọc là số, đọc là gì bạn? Fit, hiểu chưa? Rồi vậy achievement là hình số mấy? Hình số bán đang thành tựu nè. Ok các bạn ha. Rồi con B nãy nói rồi, mark có hai nghĩa, nghĩa đầu tiên là điểm, nghĩa thứ hai vết dấu, được chưa bạn? Rồi câu số 3, trial là gì? Thử thách, cam go, đồng nghĩa từ gì? Challenge, hoặc là không học được là hardship, mấy đứa mình đừng có trọng âm, mình phải hard gì? Hardship, được chưa? Đó, ví dụ các bạn vô đề thi các bạn nói là gì? I've been through a lot of hardships in my life. Là gì? I've been through a lot of hardships in my life. Là gì? Tôi đã trải qua nhiều cái khó khăn, thử thách, cam go trong cuộc đời của tôi. Được chưa bạn? Đó, ok. Rồi, trial đồng nghĩa với hardship các bạn ha. Hình số mới. Rồi, được chưa bạn nè. Ok. Rồi, và months. À, cuối cùng là làm gì anh? Months. Được chưa bạn? Rồi, nhớ tổng thầy lúc mà kể ra 3 tháng trước, 3 months ago. Nhưng mà thầy cũng nhắc các bạn rồi, lúc mà các bạn muốn kể gì hồi trước, số lượng bao nhiêu đó thì các bạn thêm thầy cộng gì? Give or take. Hiểu không? Kể nó. Được chứ, người ta đâu có biết được là nó có đúng hay không. Kể give or take thêm vào thầy thoải mái. Ok ha. Rồi, thì bây giờ thầy vô lớp mới thôi, khỏi cũng được. Thầy sẽ gửi video cho các bạn coi những bài kia nha, bởi chưa kịp rồi. Cho nên các bạn coi video thầy để nó đúng tiến độ.